Rồi, xin chào toàn thể tất cả anh em đến với kênh kẹo chì của shop kẹo chì Gia Lộc PCP. Anh em mua hàng liên hệ trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365 365 161 và 0865 361 321 giúp em. Trước khi giới thiệu về sản phẩm thì em nói rõ luôn hình thức giao dịch bên em. Nhà em mình nhận hàng thì thanh toán. Kẹo bên em là không kiểm, không xem hàng giúp em. Anh em cảm thấy tin tưởng em đặt mua hàng mà không tin tưởng có thể đi shop khác tham khảo và trải nghiệm dần. Hàng quay sao gửi hàng cho em như vậy chứ không phải quay một kiểu gửi một kiểu, đảm bảo đúng hàng, đúng mẫu mã, chuẩn size luôn cho anh em. Hôm nay hiện tại mình quay trực tiếp kho bên nhà mình đấy, kho kẹo bên nhà mình chứ không phải là quay 1 2 cân kẹo ở ngoài, mình quay trực tiếp kho bên nhà mình đấy, rất nhiều kẹo đúng anh em đấy, hàng rẻ có, hàng đắt có, loại nào cũng có, đến với nhà em giá nào nhà em cũng có đấy, phục vụ anh em đấy. Nói chung là cái hàng rẻ quá thì anh em tốt nhất đừng nên mua, tâm sự thật, hàng 250 với 300 tốt nhất anh em đừng mua đấy. Anh em mua cái hàng loại 2 loại 3 đấy về xong là về không căn chỉnh được, không mất công đấy, mất tiền mất công nên rất chi phức tạp đấy, hoặc là nó via vùng đấy, chỉ không chất lượng, không đạt chuẩn đấy, thì đến với nhà em thì hàng bao chuẩn bao ngon luôn cho anh em, giá nào nhà em cũng có đấy, hàng loại 1, tất cả là hàng loại 1 không phải là loại 2 loại 3 anh em nhé. Thì cái hàng rẻ nhất bên nhà mình đây là hàng đóng máy bên nhà em, giá em đang bán giá trên thị trường là 350.000 một ký, bao ship, bao tiền ngụy trang, bao tất tật giật rồi. Hàng này thì chất lượng khỏi phải chê rồi, đều đẹp không via anh em nhé. Chất lượng thì loại này thì chơi cực kỳ ngon, ổn định, 10 viên như một. Đấy. Dòng này thì ship đến tận nhà anh em giá chỉ có 350.000 thôi đấy, hàng đắt hơn một tí cũng có đấy, ví dụ như hàng khuôn nhập chỉ nhập khuôn sung này đấy, chất lượng nó sẽ khác hơn nhau đấy, loại này bắn ở cự ly tầm 90 100 mét là chuyện bình thường. Hàng này là hàng mới xuất sản xuất ra nên nó hơi trắng, để một thời gian nó chì nó sẽ xuống đen như thế này, thì nó sẽ đen như thế này anh em nhé, chỉ một thời gian nó sẽ đen như này đấy. Còn ví dụ như hàng sờ lung 4.5 này nhà mình cũng có đấy, chứ bọn em nói thật ra là đây là cả kho đấy, không phải 1 2 cân kẹo để lừa anh em làm gì cả, bọn em không giàu nghèo gì vài trăm nghìn đấy, tâm sự thật anh em đấy, bọn em bán hàng nó lâu dài, bán 7 8 năm nay rồi đấy, mẫu nào nhà em cũng có đấy, để giới thiệu quảng cáo luôn cho anh em, mẫu nào nhà mình cũng có đấy, quan trọng nhất là cái chất lượng, độ chuẩn, độ đẹp, độ đều đấy. Thì thông tin chi tiết anh em mua hàng hãy trực tiếp qua đầu số điện thoại là 0365 365 161 và 0865 361 321 giúp em. Cảm ơn anh em xem video, xin chào anh em, gặp lại.